Chuyên đề bài toán hai hiệu số siêu hay. Các bước giải bài toán hai hiệu số chúng ta sẽ làm như sau. Bước 1 là tóm tắt bài toán. Phần này rất là quan trọng. Bước 2, chúng ta đi tìm hiệu thành phần. Bước 3, ta đi tìm hiệu tổng, lấy phần thừa cộng phần thiếu. Bước 4 là tìm đại lượng thứ nhất thì ta sẽ lấy hiệu tổng chia cho hiệu thành phần. Và bước 5 là tìm đại lượng thứ hai. Chúng ta sẽ đến với bài toán sau. Bài toán 1. Cô giáo chia kẹo cho các em học sinh. Nếu mỗi em 2 cái thì thừa 5 cái. Nếu mỗi em 3 cái thì thiếu 5 cái. Hỏi có bao nhiêu cái kẹo và bao nhiêu em được chia kẹo. Ở bài toán này thì chúng ta cùng phân tích. Trong bài toán này có hai đại lượng. Đại lượng thứ nhất đó là số em được chia kẹo. Và đại lượng thứ hai là số cái kẹo. Và để làm bài này chúng ta cần phải tóm tắt sơ đồ như sau. Đã có sơ đồ số kẹo. Đây là cái đoạn thẳng thể hiện tổng số kẹo. Thứ hai là nếu mỗi em hai cái kẹo thì sẽ thừa 5 cái. Có nghĩa là cái số em, số kẹo để đủ chia cho hai em ấy thì nó sẽ ít hơn so với số kẹo là 5 cái. Nếu mỗi em 3 cái thì thiếu 5 cái. Có nghĩa là số kẹo để đủ chia cho mỗi em 3 cái nó sẽ nhiều hơn số kẹo ban đầu là 5 cái đây. Và nhìn vào đây thì ta thấy là số kẹo đủ chia cho mỗi em 3 cái nó sẽ nhiều hơn số kẹo đủ chia cho mỗi em 2 cái, sẽ là cái đoạn này. Và nó chính bằng 5 cộng với 5 thì bằng 10 cái. Và để làm bài toán này thì chúng ta sẽ giải như sau. Cái thứ nhất, bước 1 là vẽ sơ đồ, chúng ta đã vẽ sơ đồ xong rồi. Bước thứ hai là chúng ta đi tìm hiệu thành phần. Có nghĩa là ta sẽ đi tìm xem là một em được chia 3 cái nhiều hơn một em được chia 2 cái là mấy. Ta có là một em được chia 3 cái nhiều hơn một em được chia 2 cái là ta có 3 trừ 2 thì bằng 1 cái. Tổng số kẹo đủ chia cho mỗi em 3 cái nhiều hơn tổng số kẹo đủ chia cho mỗi em 2 cái là ta đi tìm cái đoạn này. Đấy, tổng số kẹo đủ chia cho mỗi em 3 cái nhiều hơn tổng số kẹo đủ chia cho mỗi em 2 cái là bao nhiêu, thì nó chính là lấy 5 cộng 5 thì bằng 10 cái. Và tiếp theo ta đi tìm số học sinh, bởi vì mỗi một học sinh được chia 3 cái nhiều hơn một học sinh được chia 2 cái là 1. Tổng số kẹo đủ chia cho mỗi em 3 cái nhiều hơn tổng số kẹo đủ chia cho mỗi em 2 cái là 10. Cho nên là ta sẽ tìm là số em được chia kẹo. Ta lấy hiệu tổng là 10 chia cho hiệu thành phần là 1. Vậy ta sẽ lấy 10 chia 1 bằng 10 em. Và số kẹo đem chia là có hai cách. Cách thứ nhất là ta lấy 2 nhân 10 hai cái này nhân 10 rồi cộng 5. Hoặc cách thứ hai ta sẽ lấy 3 nhân 10 trừ 5. Để ta làm là 2 nhân 10 cộng 5 thì bằng 25 cái. Và đáp số là 10 em và 25 cái kẹo. Tương tự các em sẽ làm cho thầy bài toán sau. Cô giáo chia vở cho các em học sinh. Nếu mỗi em 3 quyển thì thừa 4 quyển. Nếu mỗi em 4 quyển thì thiếu 4 quyển. Tính số học sinh và số vở. Các em hãy comment đáp án của mình xuống phần bình luận của video này. Các em thấy video hữu ích, hãy chia sẻ để lưu lại. Các em nhớ đăng ký kênh để nhận được những video bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em.